大家好，我是静和老师，很高兴能跟大家一起来学习汉语。现在tất cả các em cô là Thanh Hà và rất vui khi ngày hôm nay lại được quay trở lại và đồng hành với các em trên con đường chinh phục tiếng Trung. Trong chuỗi series các video 5 phút tự học tiếng Trung mỗi ngày cùng với cô Thanh Hà thì bài ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục đi tìm hiểu một đoạn hội thoại. Hãy cùng dành ra 5 phút để cùng tìm hiểu về cách đặt phòng khách sạn như thế nào nhé. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nghe cô đọc bài hội thoại ngày hôm nay. Nín hảo, hoan nín quang nín. Nín hảo, 请问这有空房吗? 请问您要单人间还是双人间的? 我们两个人要一个双人间吧。 双人间的价钱是多少? 260,包括早餐。 能不能优惠一点? 您住几天? 补住2个晚上, 可以给您打9折, 234。 我先看一下房间,行吗? 行, 您看一下一楼的房间吧。 Mấy cái phòng trên đều y chang, chỉ cần ở lại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Đây là bạn hội thoại đầu tiên, chúng ta sẽ có hai bài hội thoại trong trong clip này nhá. Rồi chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu lần lượt từng câu một ạ. Nín hảo, khoan nín quang nín. À thì cái câu này chúng ta đã từng gặp rồi trong cái bài mua bán đúng không ạ? Đó là gì ạ? Xin chào và chào mừng quý khách ấy. Khi mà chúng ta vừa mới bước vào một khách sạn hoặc là bước vào một nhà hàng gì đó thì thường là nhân viên người ta sẽ chào câu này, khoan nín quang nín. Nín hảo, xin hỏi chưa hiểu khung phòng ma. Ở đây chúng ta có từ khung phòng, đây là phòng trống ạ. À xin hỏi là gì ạ? Ở đây còn phòng trống không? Đúng không? Còn phòng không thì sẽ hỏi như thế này. 请问您要单人间还是双人间? Đây chúng ta có từ单人间.单人间 có nghĩa là phòng đơn,双人间 là phòng đôi. Như vậy là gì nhỉ? Xin hỏi là anh muốn phòng đơn hay là phòng đôi? 我们两个人要一个双人间吧? Ý là chúng tôi có hai người thì cần một cái phòng gì ạ? À, phòng đôi đúng không? 双人间的价钱是多少? Chúng ta có từ 价钱, 价钱 là giá tiền. Như vậy là giá tiền của phòng đôi là bao nhiêu? 260 bao khua chào chát, nếu có từ bao khua đây có nghĩa là bao gồm. Như vậy 260 là gì ạ? 260 tệ và bao gồm đã, bao gồm ăn sáng. Nếu muốn đứng yêu khuy thì ý là liệu có thể yêu khuy đây có nghĩa là ưu đãi, tức là có thể ưu đãi một chút không. Sau đó bạn này mới hỏi tiếp là gì ạ? Nín chu chỉ thiên, tức là anh ở mấy hôm. Ủa chu lẻng cơ hoàn san, tức là tôi ở 2 tối. À, có thể kể đến tá chiều chứa 264. Tá chiều chứa ở đây chúng ta hiểu đây là gì ạ? Giảm 10% nhé. Đó, vậy thì là gì ạ? Có thể giảm cho bạn 10 phần à, có thể giảm cho bạn 90% ạ. Xin lỗi các bạn. À, tá chiều chứa đây là gì ạ? Giảm 10%, người giảm 10%. Vậy sẽ là gì ạ? Có thể giảm cho các bạn 10% và sao đây ạ? À, đó là 234 tệ đúng không ạ? Của xem khai ý sao phán trên xính mát. Vậy là gì nhỉ? Để cho tôi xem phòng một chút, trước một chút có được không? À, xính được. Nín khai ý sao y lấu được phán trên bà. Anh cứ xem phòng ở tầng 1 đi. Mấy cái phán trên tôi ý nhá. Tức là mỗi phòng thì đều giống nhau. Và chỉnh cân của lái là gì ạ? Xin hãy đi theo tôi. Đúng không? Tiếp theo bài số 2. Bài số 2 ạ. Nến kế của khai ý sao nín tờ khu trò khu trở sân phân trông ma. Kể nín khu trò bà. Họ tờ. Ý chinh tâm chi họ là. Chỉ xem phụ gia chín 500. Nín phụ xem chín hay sự xóa khả. Ủa xóa khả. Kể. Họ là. Chỉ dạy cho chén nín. Nín chủ chi lính nhau phán chén. Chưa sư nín đậu phán khả. Chưa sư giáo chan chuyện. Chan thiên dạy ở lấu. Xie xie. Được chưa ạ? Rồi chúng ta cùng quay lại nhé. Nâng kế của khả lý xa nín tờ khu trào. Đây chúng ta từ khu trào là hộ chiếu. Sân phân chân thì là chứng minh thư. Như vậy câu này là gì nhỉ ạ? À, có thể cho tôi xem một chút chứng minh thư hoặc là hộ chiếu của bạn được không? Đúng không? Kể đến khu trào vào tức là gì ạ? Vậy thì tôi gửi hộ chiếu nhé. Ừ, họ tờ, vâng, ý chinh tân chi hảo lơ, tân chi đấy có nghĩa là đăng ký. Chỉnh xem phu ya chin ú bài, chúng ta có từ ya chin ở đây có nghĩa là gì ạ? Là tiền đặt cọc. À, như vậy là gì? Xin hãy trả trước tiền đặt cọc 500. Nín phu xem chinh hay sự xoa khả, xem chinh là tiền mặt và xoa khả là quẹt thẻ. Vậy thì ý ở đây là gì ạ? Ông quẹt đưa tiền mặt, trả tiền mặt hay là quẹt thẻ, đúng không? Ủa xoa khả, kể, tức là tôi quẹt thẻ và xin gửi lại cái thẻ, đúng không? Tiếp theo bạn này nói là họ lớp chỉnh ra chờ chen mình. Chen mình đây có nghĩa là ký tên. Thì vậy là gì ạ? Đã được rồi, xin mời hãy ký tên vào đây. Nếu chú chi mình nhỏ phán chen. Anh sống ở anh ở phòng 701. Chưa sư nhìn tập phán khả. Và đây là cái thẻ phòng của anh. Chưa sư chào chan chuyện. Chào chan chuyện đây có nghĩa là gì ạ? Cái vé mà ăn sáng miễn phí đấy ạ. Chan tin ra ao lấu. Tức là cái nhà hàng hoặc là nhà ăn thì ở tầng 2. Xin xỉa đây là cảm ơn. Được chưa? Tôi sẽ cùng đọc lại một lần tức. Nhá. Nín hảo, khoan nín quang lín. 您好,请问这有空房吗? 请问您要单人间还是双人间的? 我们两个人要一个双人间吧? 双人间的价钱是多少? 260,包括早餐。能不能优惠一点? 您住几天? 我住2个晚上,
Hơi kể nín tá chiều chứa, lém mải xa sứ sư. Ủa xem khai ý xa phán chen xím mà? Xím, nín khai ý xa ý lấu được phán chen bà. Mấy cái phán chen tôi ý nhau, chỉ cần ủa lái. Nếu kể ủa khai ý xa nín tờ khu trọ hồ trở sân vân chân mà? Kể nín khu trọ bà. Hảo tờ, ý chinh tân chi hảo lợ. Chỉ xem phu yà chín 500. Nín phu xem chín hãy sử xoá khả. Ủa xoá khả, kể. Hảo lợ, chỉ chạy trở chen nín. Nín chủ chi lính nhau phán chen. 这是您的房卡，这是早餐券，餐厅在二楼，谢谢。好。